Rồi, Đọc sĩ Quỳnh Hải xin chào quý anh chị bà con Di cùng Thám tử đường phố Công Tầng TV. Thì hôm nay có chị gái này lên đây là đăng thông, nhờ anh em đăng thông tin là bé này lấy xe đi, không có chi tiết gì hết. Thì sau đây con chị nghe chị gái này trình bày. Dạ, Công Trần xin mến chào quý cô bác, anh chị và các bạn. Thì hôm nay Công Trần cùng với anh Nguyễn Thanh Hải cùng Thám tử đường phố tiếp tục tiếp nhận một thông tin một em gái về đây nhờ sự giúp đỡ của đội cùng đội để tìm kiếm, mục đích chính là tìm kiếm trên tay một tấm hình một bé gái này đang nghi ngờ ăn trộm một chiếc xe Valeo 125 của bé gái. Câu chuyện như thế nào thì kính mời cô chú anh chị và các bạn đã tiếp tục theo dõi hết video này. Xin phép xin chào em có thể em giới thiệu là em tên là gì và hiện nay mình đang sinh sống tại đâu được không em? Nói lớn tiếng nha. Đang sống ở 28 Lâm Quỳnh, quận Lạc, quận Bình Tân. Rồi. Hôm nay em đến đây để nhờ đội dịch vụ Nguyễn Thế Hải Bình Dương, mục đích chính là em đăng tải nội dung tìm thông tin cái người con gái này đang nghi ngờ ăn trộm xe của em phải không? Cụ thể là xe sao, biển số bao nhiêu em? Rồi. Em nói rõ đi nhỉ. Em không biết biển số. Xe màu gì em? Xe màu xanh. Xe đó xe của em hay xe của ai? Xe của em. Em không nhớ biển số luôn. Biển số đầu là tỉnh nào? 69K. 69 là biển Cà Mau. Dạ. Xe là em mua lại hay mua mới? Em mua mới. Mua mới không nhớ luôn hả? Em không biết. Rồi. Thì em nói rõ cái câu chuyện em bị mất xe thời điểm nào? Nói to tiếng em ơi. Nói to này. Nói to này. 4 năm ngày. Mất 4 năm ngày này rồi. Mất rồi khoảng mùng 2, mùng 3 gì đó phải không? Dạ, mùng 3. Rồi. Em biết cái người con gái này nghi ngờ người gái tên là gì và đặc điểm nhận dạng sao em? Người trong hình tên là Lâm Huyền Trân. Lâm Huyền Trân. Dạ. Năm nay bao khoảng bao tuổi em? Sinh 2003. 2003, năm nay 19 tuổi. Dạ. Cái người là quê quán ở đâu em? Quê quán cũng như Phú Tân, Cà Mau. Quê Cà Mau. Dạ, Cà Mau. Người này chính nhân lẻn vào phòng trọ và làm quen, có thể là lợi dụng lúc sơ hở đã ăn trộm xe không? Dạ. Người phụ nữ con gái này nhìn có vẻ là cũng trên cổ có một nhiều nét gì đó xăm chỗ, anh nhìn không nhầm là hình như xăm cái gì đó phải không anh? Xăm cái dòng chữ cái này giống như một cái hình. Em nói to tiếng này anh không nghe được luôn. Tại vì nó mặc áo cho em cũng không rõ. Không, anh đang yêu cầu em nói lớn tiếng này, nếu em nói nhỏ này không nghe được là anh sẽ bỏ luôn. Anh sẽ không giúp được. Nha. Em nếu nói chuyện mà nói ấp úng mà không rõ ràng là tụi anh cũng giúp. Nói chuyện về đây là phải nói chuyện thẳng thắn và rõ ràng, bỏ khẩu trang nói chuyện đàng hoàng. Vì làm việc ở đây làm việc nghiêm túc nha, làm việc đúng sự thật. Tụi anh không có đăng thông tin sai sự thật. Nha. Vì vậy có sao mình nói vậy? Bây giờ chị em nói là có đúng thật không? Đúng thật thì em phải nói thẳng thắn. Nói nếu to mà không đúng thật em đừng nói. Còn nói to lên, nếu không thì thôi. Em nói thật không, nói to lên. Nếu không em đi nhờ người khác. Ở đây là tụi anh bên đội hiệp sĩ vì ở đây. Vì vậy phải ăn to nói lớn, nói chuyện nhỏ 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 là không có tiếp cận được mục tiêu. Nha. Anh nói chuyện trình bày câu chuyện đi. Tụi anh nói chuyện hơi khó chịu, em hết sức thông cảm vì các anh đây làm việc là rất áp lực. Vì mỗi một người đặc thù một công việc khác nhau, vừa phải đi bắt cướp, bắt trộm, vừa phải tiếp nhận thông tin, vừa phải nhận đơn trình báo, vừa phải nghe điện thoại. Nha, thông cảm ha. Buồn không? Không buồn ha. Rồi. Rồi nói lớn tiếng em. Rồi. Cái câu chuyện này, cái người phụ nữ này vô ăn trộm một chiếc xe Valeo màu xanh. Phải không ạ? Dạ. Hiện nay em có biết người ta ở đâu không? Nghi ngờ ở đâu không? Em nghi ngờ là ở trên Bình Dương này. Nghi ngờ là đang phiêu bạt ở Bình Dương. Dạ. Hiện nay cái xe này em biết là người ta còn hoạt động không? Có biết điều đó không? Hay người ta đã bán rồi? Em cũng không rành. Không có rành lắm hả? Dạ. Hiện nay em đã trình báo cơ quan công an này em bị mất trộm tài sản chưa? Dạ, em có trình báo. Có trình báo cơ quan địa phương. Em mất xe là mất xe tại đâu? Mất ở đâu? Em mất ở Bình Dương hay là mất Sài Gòn hay là mất ở quê? Mất ở quê. Mất ở quê, ở Cà Mau ha? Dạ. Em quê Cà Mau đúng không? Dạ. Rồi. Em mong muốn nhất điều gì về hôm nay từ Cà Mau về Bình Dương? Em mong muốn là có ai nhìn thấy người trong hình đó, rồi bắt lại giùm em. Rồi. Mong muốn tìm lại xe. Rồi. Mục đích chính là em về đây nhờ đội hiệp sĩ Nguyễn Thanh Hải Bình Dương này, mục đích chính là tìm tài sản. Dạ. Đúng không ạ? Ngoài đấy, tìm tài sản em còn yêu cầu gì nữa không? Yêu cầu nhau. Em mong muốn tìm được tài sản. Đó. Dạ, kính thưa cô chú anh chị và các bạn, hy vọng là cô chú anh chị và các bạn xem được video này, nhận dạng là một người con gái, đặc điểm nhận dạng ở trên cổ có nét hình xăm,
khuôn mặt tròn to. À, nếu ai phát hiện được bé gái này đang ở đâu thì có thể điện thoại liên hệ cho đội hiệp sĩ Nguyễn Thị Hải Bình Dương theo số điện thoại 0913 785888 để các anh em tìm cách tiếp cận để có thể đưa bé này ra công an để chờ cơ quan công an xử lý, để mục đích chính là lấy lại tài sản cho em gái đang ngồi cầm tấm hình trên tay này. Em gái đang cầm tấm tình trên tay có thể là nói chuyện là hơi nhỏ, hay vì vậy cho nên là những cái câu chuyện là bé nói không nghe rõ. Rất mong mọi người hãy cố gắng lắng tai nghe cái câu chuyện này. Em giờ em đọc bản số xe em lại đi. Đọc bản số xe em lại cho không nhớ luôn. Không nhớ hả? Xe của em hiệu gì? Vario 125. Vario 125. Em mua lâu chưa mà không nhớ con số. Em có đem cầu vẹt giấy tờ hay không? Dạ có. Rồi em lấy ra em đọc lên cho bà quý anh chị bà con nghe. Rồi em cứ lấy ra em đọc lên. Em cầm lên tay em đọc được rồi. Rồi em cầm lên em đọc đi. Em đọc đi. Rồi em đọc. Đọc lớn lên. Dạ, tàu bản xe của em là 69K1 35836. 35836. Dạ. 69K1. Xe màu xanh. Dạ. Xe Vario màu xanh. Dạ. Rồi, thưa quý anh chị bà con thì chiếc xe này á là cái chị gái này đây. Bạn của chị gái này là mượn đi. Mượn gì đó, mượn hay là tự động lấy đúng không? Tự động lấy. Tự động lấy đi là lâu lắm rồi không thấy đem về, thì mong quý anh chị bà con gặp xe này ở đâu á thì báo lại công an gần nhất, thì chị gái này cũng báo công an ở tại địa phương rồi, thì mong quý anh chị bà con á báo hoặc giữ lại báo công an địa phương gần nhất hoặc điện cho số điện thoại Nguyễn Hải là 0913 785888, còn không quý anh chị bà con điện thẳng cho bị hại giùm anh em. Em thì... có điều gì em muốn nhắn gửi trên video này, hy vọng các người ăn trộm xe em, một là quay trở về trả lại xe cho em, hai là nếu các anh em hiệp sĩ Bình Dương đã tìm được, bắt được, hoặc cô chú anh chị trên cộng đồng mạng mà phát hiện được, các anh em này tìm cách tiếp cận được mà đưa ra công an là không còn cơ hội để trở về nữa. Buộc lòng phải chịu trách nhiệm trước pháp luật. Em lên tiếng, mời em. Dạ. Em mong muốn tìm lại tài sản của mình. Nhờ mọi người tìm... Em có mong muốn tìm tài sản rồi, em có mong muốn là cái người phụ nữ đang lấy xe của em chịu trách nhiệm trước pháp luật không? Hay là tha? Chịu trách nhiệm trước pháp luật luôn. Em có tha không? Nếu bắt được em có tha không? Em nhờ bên pháp luật giải quyết chứ em không can thiệp vô. Rồi, ok. Anh không biết nói gì hơn cả, xin chân thành cảm ơn cái cuộc chia sẻ của em. Bởi vì cuộc chia sẻ của em thực sự là nó cũng hơi bị vấp, nghe nó không rõ, mà nó không được gọi là đầu xuôi đuôi lọt. Hy vọng rằng cô chú anh chị trên cộng đồng mạng và tất cả các mọi miền tổ quốc xem video này, lan tỏa chia sẻ nhiều hơn nữa để các anh em này sớm tiếp cận được mục tiêu và sớm đưa đối tượng gọi là trộm cắp này ra trước cơ quan công an để hy vọng là lấy lại tài sản cho em gái này. Thưa quý anh chị bà con á, thì là cái em gái này nè là lấy xe của chị gái này đi tự động vô lấy, không có mượn không gì hết. Chị gái này cũng báo với cơ quan công an ở địa phương, thì cơ quan công an cũng truy tìm, nhưng mà bây giờ chị gái này là trốn lên Bình Dương làm. Cơ quan công an ở dưới miền Tây á, thì không lên đi được giúp, cho nên là anh em á, đăng lên để tìm. Thì bà con gặp ở đâu á chia sẻ, gặp ở đâu thì điện dùm số hiệp sĩ Nguyễn Hải là 0913 785888, hoặc bà con báo cho công an gần nhất, tại vì chị gái này có làm đơn đứt với công an ở địa phương rồi. Thì chị gái này nói chuyện hơi dấp nên quý anh chị bà con thông cảm dùm. Anh em hấp tử đường phố đột hiệp sĩ Nguyễn Hải cùng anh Công Trần thì đăng tải video lên. Thì hôm nay cái lời em nói là hoàn toàn là sự thật. Em có cam kết với cơ quan pháp luật không? Em cam kết. Cam kết là sao? Rồi, cũng là nó đúng sự thật ha. Rồi mà cái em gái này mà thấy được cái video này ở đâu á thì chủ động của em tự động em liên hệ ha. Chủ động em liên hệ chứ đừng để anh em mà gặp ở đâu hoặc cơ quan nào gặp và giữ em lại là mất công đi xa hơn, không có đi xa hơn là không được. Đến lúc là xuân này con không về đâu. Đúng rồi, cái hồ xuân không về á, em cũng đẹp nè. Ở tình ngực xăm hai cánh đại bàng. Chịu chơi. Cũng chịu chơi á. Cũng là con đẹp đại bàng hay con bướm bướm không biết. Nhưng mà anh tụi anh thì cũng có đời nhắn gửi đến em gái này á, có làm mới có ăn nha. Làm có ăn thì quý anh chị bà con chia sẻ giùm, gặp ở đâu thì với con được. Nói chung là chắc là dạng là cũng trình báo công an phường rồi đúng không? Chắc là cũng bà của con cứ giữ lại điện chỗ công an gần nhất hoặc điện cho số hiệp sĩ Nguyễn Hải. Thì anh em hấp tử đường phố với lại đọc sĩ Nguyễn Hải với Công Trần xin kết thúc video tại đây. Và xin chào quý anh chị bà con. Xin chào tất cả mọi người nha. Xin chào cô chú anh chị và các bạn.